cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu? Gốc là tiên tổ ân sâu, gió giang sinh ra con cháu quê hoè thịnh vượng thọ trường vương anh. Hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con sắm lễ tâm thành dâng lên, con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Chim tung cánh nương nhờ có tổ ngậm trần hoàn, chăm họ gian lao nhớ cầu bách điều quy sao, chăm khe ngàn suối dồn vào một sông. Nhớ câu bách điều quý sao, trăm nghi khe ngàn suối dồn vào một sông. Ơn tổ tiên vun trồng cây đức tựa tinh thần, văng vặc ngàn thu nhớ câu âm thủy nguyên tư, ngọn mà không gốc cơ đổ vững sao. Nhớ câu âm thủy nguyên tư, ngọn mà không gốc cơ đổ vững sao. Nhớ tổ tiên đời đời hương khói, cửa họ ta dòng dõi châm oanh, ngày nay nức tiếng thơm danh, ơn ai vun sới cho cành nở hoa. Nức tiếng thơm danh, ơn ai vun sới cho cành nở hoa. Đức sáng rọi sơn hà cầm tu, đức sáng cùng vũ trụ bao la đua
thuốc thiêng sáng rọi lòng ta, ơn dòng sữa mẹ công cha ai tay. Cha ai tay thuyền gặp bến nhờ tay người lái, ơn mở đường dẫn lối từ xưa, nhớ ơn bành tổ cao dày, nhờ ơn có tổ như cây có cành. Trường sinh vĩnh tuế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm, một cuộc bể dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không xa. Năm một cuộc bề dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không xa, chim không tổ như nhà không mái, nhớ tổ tiên ruột rồi từng phen hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoại phù chơi miền Giang Tân. Hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoại phù chơi miền Giang Tân, cõi u minh hàn lâm xứ sở, dọc trần trần cơ mộ thê lương u hồn, liễu cách dương quan đầu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng. Giọt nước mưa sương lạnh lùng, sầu man địa mưa rừng dã thảo, tưởng Phật từ hướng đạo rước lên hay trời, tây trúc tỏa sen nguyện xin chắc giang về miền dương gian. Thank you.
nguyện xin chắc giang về miền dương gian, thăm con cháu, thăm làng xóm cũ, thăm phố phường, dòng họ gần xa, nơi ăn chốn ở trong nhà, suy thời phù hộ thịnh đà. Chiên biết người hiền hiệt, thiết lô nhang lập điện tại gia, có không ở tại lòng ta, không mà vẫn có, ấy là phép thân. Sắc dục bao lần tụ tàn, nước bể đông với cạn, ai hay có thì có tự mày may, không thì là thế gian này cũng không. Thế gian này cũng không. Dẫu bạc chảy tiền dòng cũng hết thác đi rồi, còn biết chi đâu, muốn sang ta phải bắc cầu, muốn ăn quả ngọt bao nhau vun trồng. Quá ngọt bao nhau hun trồng, nay hoa nhật kể ơn công đức, tâm lòng thành lễ bạc kính dâng dại bày mấy khúc ca văn, cúi xin tiên tổ lai lâm hộ trì. Con giải bày mấy khúc ca văn, cúi xin tiên tổ lai lâm hộ trì. Phân ban thì gia đình chúng ta sắp xếp công việc,
cử đại diện để theo lễ, còn những công việc ngoài thì thank you.
Trước khi chúng cháu vào dân văn thì cũng xin
toàn thể các quý vị hoan hỉ và để cho chúng cháu và anh em tổ cung văn được vào dung văn thật gì là một. Từ phàm phu cho dấu các bậc thánh hiền mới là đạo làm xanh ngọn nước có nguồn bể cả sông sâu người ta sinh trưởng bởi đấng sinh ra con cháu các hàng quê huệ thịnh vượng thọ trường vương anh
muôn đời mưa rừng ra thảo tấm lòng thành yêu kính dâng lên ngày hôm nay trời tây chúc tòa sen đi Bye.
Tự nhân tinh lưu tự bình chỉ
anh trai tiên sinh hoàng chiều canh đất hoa tú tài lưu công tử văn thanh hiệu tính hòa tiên sinh vị tiền viết vị di lạc viết tất công lê dạ cũng duy tiến tổ thế đại tùy viễn công đức vô di hậu nhân khi thượng hiền hiền tăng khi tư nhân lạc tiên tai thiên phi nghi thượng kỳ giang chỉ tích di sung uy kinh kỵ bản các chi các thái thiện vọng hậu hoa động này hiến hương bán sư thổ địa thổ công thần kỳ đồng cách hương cẩn công châu vui xóm làng, xóm làng phường phố vui thật vui thật đông cháu và con thành thật thành tâm nhớ tổ tiên có công sinh thành
thật lòng con cháu quyết tâm làm điều ơn nghĩa, con cháu đồng tâm dựng xây, đắp xây nơi thờ tổ tông mình. Kinh thưa kinh trình, con trình tiên tổ bao đời xưa, chẳng ngại nắng và mưa. Về hội dâng hương cúng tổ tiên, cúng lên thiên đường, che ra hương khói, khói hương cùng nhiều hoa thắm. Con kính con lễ tổ tiên, đã sinh ra nhiều cháu con hiền. Về đây mở hội đền ơn, quyết đền ơn nhớ ơn tông đường, che ra vui đến với nhau thật là đoàn kết. Vui cũng vui lễ tổ tiên, tiếng vang lên mời tổ tiên về. Con cháu xin nguyện thề, nguyện thề ơn nhớ công tổ tiên, đền ơn phúc tổ tiên. Nội ngoại cháu con quyết bao nhau, quyết tâm đáp đền bằng lời tâm huyết, hát ca thật là thống thiết. Con quyết hầu vong tổ tiên, hát vang lên hầu tổ tiên mình. Con quyết hầu vong tổ tiên, hát vang lên kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể quý vị thành viên giai dâu gái rể trong dòng tộc họ Lưu xã Hòa Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trong không khí vui mừng phấn khởi cùng với cả nước đón chào một năm mới, năm 2024, và chuẩn bị đón chào Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc Tết Giáp Thìn, với tấm lòng thành kính, sự nhớ ơn vô hạn đối với tổ tiên, hôm nay hậu duệ Lưu tộc xã Hòa Bình hội tụ về đây kính cẩn dâng hương, long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tổ. Trước hết, thay mặt cho ban tổ chức, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng tất cả các vị thành viên giai dâu gái rể trong dòng tộc luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Kính thưa quý vị,
thể theo nguyện vọng của tuyệt đại đa số các thành viên trong đồng tộc họ Lưu, Hội đồng Lưu tộc xã Hòa Bình đã quyết định thiết kế và xây dựng một ngôi nhà từ đường mới để thay thế cho ngôi nhà từ đường cũ đã được làm từ năm 2005. Ngôi nhà từ đường mới chính thức được phát mọc vào lúc 8 giờ 25 phút ngày 19 tháng 8 năm Quý Mão, một tháng chạp năm Quý Mão, và lễ nhập tịch vào 14 giờ ngày hôm qua và buổi tối đã tế nhập tịch do đoàn kinh tế nữ quan của dòng họ thực hiện. Chúng ta long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà tổ mới với tấm lòng thành kính và lòng biết ơn vô hạn đối với tổ tiên của chúng ta. Tổ tông công đức thiên niên thịnh, con cháu thảo hiền vạn đại vinh. Kính thưa toàn thể quý vị, về dự lễ khánh thành nhà từ đường dòng tộc Lưu gia hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Phượng, ông Vũ Văn Phượng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hải Phòng, nguyên giám đốc Bảo tàng thành phố Hải Phòng. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Vương Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hòa Bình. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Vĩnh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Bình. Giới thiệu ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bình. Tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Trịnh Thị Quyên, Bí thư Chi bộ thôn Đông Phương Hai. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lưu Văn Thật, trưởng thôn Đông Phương Hai. Các thành viên trong toàn tộc họ Lưu có đủ cả gái và rể họ cũng về dự trong buổi lễ khánh thành ngày hôm nay. Xin nhiệt liệt chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ tôi thấy là có rất nhiều lãng hoa tươi tắm đang gửi đến tại nhà từ đường để chúc mừng cho lễ khánh thành nhà tổ và lễ nhà tổ của chúng ta. Về phần tặng hoa, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lãng hoa của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Bình sẽ lên tặng hoa. Và tôi xin trân trọng kính mời cụ Lưu Văn Duyên, đại diện cho dòng tộc, sẽ lên nhận hoa. Vâng, xin tất cả mọi người bắt tay để cảm ơn lãng hoa tươi thắm của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Bình. Diện cho Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hải Phòng lên tặng hoa và xin mời cụ Lưu Văn Duyên nhận hoa. Vâng, xin được chân thành cảm ơn lãng hoa tươi thắm của Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hải Phòng. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời đại diện của chi bộ ban ngành của thôn Đông Phương Hai sẽ lên tặng hoa và mời cụ Duyên nhận hoa. Chi bộ ban ngành Đông Phương Hai sẽ đã gửi nắm hoa tươi thắm để tặng cho nhà cửa của chúng tôi hôm nay. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Nắm hoa tươi thắm của tổ xây dựng Trịnh Văn Hán xã Hòa Bình sẽ được tặng hoa. Tiếp theo đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của ngành 1 sẽ lên tặng hoa. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại diện ngành 1 Lưu tộc xã Hòa Bình đã lên tặng nắng hoa tươi thắm. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Ngày 2, Lưu tộc Hòa Bình. Vâng, xin được cảm ơn nắng hoa tươi thắm của ngày 2, Lưu tộc Hòa Bình. Và sau đây xin được trân trọng giới thiệu là nắng hoa tươi thắm của ngày 3, Lưu tộc Hòa Bình. Vâng, xin một tràng pháo tay để xin cảm ơn ngành 3 đã có lãng hoa tươi thắm. Vâng, xin cảm ơn ông. Sau đây là lãng hoa tươi thắm của ngành 4 thuộc về Lưu tộc xã Hòa Bình. Vâng, xin chân thành cảm ơn vị đại diện của ngành 4. Và sau đây xin bày lãng hoa tươi thắm của ngành 5 thuộc Lưu tộc xã Hòa Bình.
Vâng, xin chân thành cảm ơn vị đại diện cho ngành năm lưu tộc Hòa Bình. Vâng, xin cảm ơn ông. Cho lưu tộc xã Hòa Bình, chúng tôi xin thông qua danh sách các cụ, các ông trong danh sách là sẽ làm nhiệm vụ cắt băng khánh thành nhà từ đường lưu tộc xã Hòa Bình. Ông Vương Văn Năm, bí thư đảng ủy xã Hòa Bình. Cụ Thượng Lưu Văn Đề, cụ Lưu Văn Duyên, chủ tịch hội đồng lưu tộc. Bác Lưu Văn Mang, trưởng tộc. Thiếu tướng Lưu Văn Long, thành viên đồng tộc. Ông Lưu Văn Hưng, phó bí thư đảng ủy xã Hòa Bình, thành viên đồng tộc. Và xin mời các cháu lễ tân chuẩn bị. Trưởng tộc, thiếu tướng Lưu Văn Long, thành viên trong nội tộc, thành viên nội tộc sẽ vào vị trí cắt băng khánh thành. Phút để chứng kiến thời khắc thiêng liêng. Thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho hội đồng lưu tộc, tôi xin tuyên bố nghi thức cắt băng khánh thành nhà từ đường họ Lưu tộc xã Hòa Bình chính thức được bắt đầu. Cảm ơn cụ Thượng Lưu Văn Đề, cụ Lưu Văn Duyên, bác Lưu Văn Mang, thiếu tướng Lưu Văn Long và ông Lưu Văn Hưng. Và sau đây thì xin được trân trọng kính mời các vị vừa phát ban cánh thành sẽ tiến vào phía trong nhà thờ đường để dâng hương. Thank you.
các ông các bà đại diện cho lưu tộc ở các bà về dự do ông Lưu Văn Vụ làm trưởng đoàn. Xin tất cả một tràng pháo tay để chào đón và xin được cảm ơn. Lưu tộc ở Đông Triều Uông Bí do cựu Lưu Văn Thành làm trưởng đoàn. Và đặc biệt chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông cụ Trần Mạnh Khoa tại Hà Nội đại diện con cháu của con của cụ Hồ Thượng Lưu Thị Dầu và Cẩm Phả ngành hai về dự. Xin được chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các thành viên trong đồng tộc họ Lưu tỉnh Thái Bình cũng về dự lễ khánh thành nhà thờ đường hôm nay. Xin được trân trọng chào mừng. Và bây giờ chúng tôi xin phép được bước vào phần 2, đó là phần lễ chạm tổ. Kính thưa hương linh tiên tổ dòng tộc Lưu gia, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể thành viên trong dòng tộc Lưu gia. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây là đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam và cũng là đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dòng tộc Lưu gia chúng ta. Để tưởng nhớ công đức sinh thành và dưỡng dục của tổ tiên, hôm nay ngày 17 tháng Chạp năm Quý Mão, thời khắc cuối năm âm lịch đầu năm 2024, trong cõi linh thiêng của đất trời, toàn thể con cháu dòng tộc Lưu gia chúng ta muôn người như một cùng hội tụ về đây, về từ đường của dòng tộc, thành tâm kính cẩn long trọng tổ chức lễ chạp tổ của dòng tộc, cùng trang nghiêm kính cẩn ôn lại truyền thống tốt đẹp của dòng tộc với bề dày lịch sử hơn 200 năm qua. Từ những ngày đầu khai sơn lập ấp của tổ tiên cho đến ngày hôm nay, các thế hệ con cháu trong dòng tộc đã không ngừng nỗ lực xây dựng đời sống tinh thần, vật chất, đoàn kết một lòng. Cây có gốc mới nở cành xanh tốt, nước có nguồn mới biển rộng sông sâu. Con người nguồn gốc từ đâu, có tổ tiên trước rồi sau có mình. Để tỏ lòng biết ơn tiên tổ, để tiếp tục được hưởng hồng phúc của các bậc tiền nhân, tất cả chúng ta nguyện lấy việc siêng năng mà bồi đắp cho gốc rễ, lấy cần kiệm làm răn, ngày ngày rèn rũa tích cực tích đức tu nhân, khó khăn không sờn chung lưng đấu cật, quyết tâm phấn đấu trong mỗi gia đình, mỗi chi tộc trong dòng họ của chúng ta muôn đời thịnh vượng, mãi mãi bình an. Để tổ tiên được mát dạ ấm lòng, mỉm cười nơi chín suối. Kính thưa quý vị, thưa dòng tộc, để tỏ lòng tôn kính và biết ơn tổ tiên của chúng ta, kính mời tất cả quý vị đứng lên dành một phút tưởng niệm với các bậc tổ tiên. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng kính mời quý vị an toàn. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lưu Văn Hưng sẽ lên đọc lịch sử của dòng tộc Lưu gia chúng ta. Xin trân trọng kính mời ông Lưu Văn Hưng. Kính thưa linh vị phụ tổ dòng tộc họ Lưu, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, thưa toàn thể các thành viên là con cháu, trai dâu, gái rể trong dòng tộc họ Lưu xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Hôm nay nhằm ngày canh dần tháng Ất Sửu năm Quý Mão, trong không khí phấn khởi náo nức trước thềm xuân mới, với tấm lòng biết ơn tổ tiên sâu sắc, con cháu Lưu gia và các vị khách quý đã bước chút thời gian tề tựu về đây để cùng chào đón một niềm vui lớn mà bấy lâu nay chúng ta mơ ước, đó là long trọng khánh thành nhà từ đường họ Lưu xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Kính thưa các quý vị đại biểu, từ đường là một công trình tâm linh có vị trí quan trọng đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Đó là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi con cháu sum họp vào các dịp lễ Tết, nơi lưu giữ các giá trị văn hóa và lịch sử của dòng họ. Gái hay trai, dâu hay rể, dù ở bất cứ nơi đâu, làm việc gì,
cũng luôn sống đoàn kết, hòa thuận, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, một lòng hướng về quê cha đất tổ, có trách nhiệm bảo vệ tu tạo thường xuyên để từ đường được khang trang tố hảo. Quý vị đại biểu, họ Lưu Việt Nam là một trong những dòng họ có từ thời Hùng Vương được nhắc tới rất sớm trong lịch sử đất nước ta. Người họ Lưu sinh sống ở các tỉnh thành trên cả nước và định cư làm ăn ở nước ngoài. Lưu Nhân Chú được vua Lê Thái Tổ ban cho họ vua trở thành Lê Trung, Lê Nhân Chú. Thay vì lý do bảo tồn dòng họ trước hiểm họa bị tiêu diệt hoặc trả ơn người đã bao dung thu mang lúc hoạn nạn như dòng họ Phạm ở Hà Nội và dòng họ Hoàng Lưu ở các bản. Nhân gia đã có những đóng góp không nhỏ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã có hàng trăm con em trong họ Lưu lên đường hồng quân đánh giặc. Nhiều người anh dũng hy sinh trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Họ Lưu luôn phát huy truyền thống đoàn kết, truyền thống hiếu học, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cống hiến cho tổ quốc. Theo sử sách ghi chép rằng họ Lưu có 6 vị khai quốc công thần, 27 vị cao tổ Đỗ Trạng Nguyên kiến sĩ Hoa Vàng, trong đó có 14 kiến sĩ được lưu danh trên bia đá tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trong các vị khai quốc công thần tiêu biểu có Thái sư Ly Cơ là vị quan thuộc chính trị triều đình cùng lĩnh vực lập nên nhà Đinh nước Đại của Việt năm 1971. Sau khi dẹp xong các sư quân yên vị ngôi hoàng đế, Lý Nguyên Hoàng đã tổ chức bộ máy triều đình Đại Việt đầu tiên của Việt Nam. Công tác ở Liên Hợp Quốc, con gái ông Lưu Bá Vân, Lưu Đức Toàn tốt nghiệp thủ khoa đầu ra trường quốc tế Sở Mít, và là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại nước ngoài là cháu nội ông Lưu Văn Tới. Lưu Quang Thịnh giải nhất môn tin học cấp thành phố, Lưu Thành Nam giải khuyến khích môn tiếng Anh toàn quốc. Họ ta cũng vinh dự có những người con được phân công giữ ở các cấp, các bậc quan trọng của đất nước và địa phương như Thiếu tướng Lưu Bá Long đang công tác tại Bộ Công an. Các hoạt động hiếu hỉ của dòng họ được thực hiện chu đáo, tình cảm, đều tay, nhịp nhàng. Vị thế của dòng họ được khẳng định. Theo thời gian, họ Lưu xã Hòa Bình đã xuất hiện nhiều tấm gương tâm huyết, trách nhiệm xây dựng dòng họ ngày càng phát triển, từ đời khang trang tố hảo như cụ Lưu Văn Duyên, cụ Lưu Văn Thắng, ông Lưu Văn Yên, ông Lưu Văn Ba, ông Lưu Văn Cương, ông Lưu Văn Cường, ông Lưu Văn Triển, ông Lưu Văn Quốc, bác Lưu Văn Hùng, bác Lưu Thế Anh và rất nhiều các con các cháu trong dòng tộc Lưu gia của chúng ta. Có thể khẳng định rằng sự phát triển rực rỡ của dòng họ và tinh thần phấn đấu vươn lên của các thế hệ con cháu chính là điểm lành báo sự trường tồn của dòng họ Lưu gia hiện tại và mai sau. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, chim có tổ, người có tâm, nhờ tổ tiên, nhờ công lao dưỡng dục của ông bà, cha mẹ, con cháu mới khôn lớn trưởng thành. Các thế hệ Lưu gia không bao giờ quên nguồn cội tổ tông, đời đời noi gương các bậc tổ tiên cha ông đi trước. Đó cũng là truyền thống đạo hiếu cao đẹp của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa, mà còn góp phần cùng dòng họ thắp sáng ngọn lửa hiếu hạnh, giáo dục cho thế hệ mai sau truyền thống nhân nghĩa và đạo lý làm người. Xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bác, các vị khách quý đã về chung vui cùng họ Lưu xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng trong một ngày thật đặc biệt và ý nghĩa này. Cầu mong cho nhà nhà bình an hạnh phúc, đại cát đại lợi. Chúc cho dòng tộc Lưu gia luôn thịnh vượng, bền vững, đức lưu quang, tỏa sáng muôn đời sau. Sau đây, để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Lưu Văn Duyên sẽ lên đọc báo cáo tổng kết. Vâng, xin trân trọng kính mời cụ Lưu Văn Duyên. Các vị đại biểu và các vị khách quý, tôi thay mặt cho trưởng ban dòng tộc họ Lưu qua giới thiệu của ban tổ chức là tôi sẽ lên báo cáo. Thế nhưng mà báo cáo như thế này,
là hôm nay tôi không nhận xét, không báo cáo, mà không kiểm điểm, mà chỉ có thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn, tức là mọi người trong dòng tộc, dâu rể giai gái nữ đã ủng hộ chúng tôi, động viên chúng tôi, thay mặt cho họ làm nên một căn hộ rất là khang trang đẹp đẽ và tố hảo cho tổ. Tôi hôm nay tôi chỉ thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn mọi người ở trong dâu rể giai gái, ở trong thành viên của họ. Chúng tôi xin được thông báo. Còn cái phần báo cáo sau này tổng kết thì do các ban sẽ lên báo cáo. Thế thì báo cáo của câu các bạn như thế. Và hôm nay tôi chỉ thay mặt cho trưởng ban để xin cảm ơn mọi người đã hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi. Cả họ ta mạnh khỏe thành đạt và đồng thời làm giàu mọi người, tất cả là đều giàu hết. Tổ chức hộ cho mọi người chúng ta ngồi đây là giàu có hết, chứ không có ai yếu đuối của xin chân thành cảm ơn. Nên báo cáo tổng kết, nhưng mà cháu là cháu thế, thế này vừa rồi cụ cũng đã hứa là không phê bình, mà cụ lại phê bình hơi bị gay gắt một chút. Mong các vị quan khách chúng ta hết sức thông cảm. Ông Lưu Văn Cường sẽ thay mặt cho ban tổ chức lên báo cáo tài chính. Vâng, xin trân trọng kính mời ông Lưu Văn Cường. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý, các cụ, các ông, các bà, cô bác, là tất cả thành viên nội ngoại tộc dòng tộc họ Lưu, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, thưa quý vị và tất cả các cụ, các ông, các bà, tôi được dòng họ đề cử làm nhiệm vụ thư ký ghi chép theo dõi sát sao quá trình dòng tộc họ Lưu xây dựng ngôi nhà thờ tổ. Và bây giờ tôi xin phép được đọc công khai những phần hạng mục chính để tất cả quý vị và các cụ, các ông, bà trong nội ngoại con cháu tổ được biết. Dòng tộc họ Lưu làm nhà thờ tổ, đặt nhà gỗ mới tân khoa tại xưởng mộc của ông Lê Văn Nguyên tại xã Thủy Triều, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Số tiền đặt là 1 tỷ 450 triệu đồng. Và cho đến thời điểm này, tôi xin thông báo kinh tế tài chính, tiền xuất đinh của dòng họ quy định từ 18 tuổi đến 70 tuổi, trách nhiệm đóng góp là 7 triệu đồng một người. Và cho đến thời điểm này thì tiền xuất đinh thu được là 1 tỷ 066 triệu 800 nghìn đồng. Tiền các thành viên hảo tâm công đức trong dòng tộc nội ngoại là 508 triệu đồng. Tiền họ vay 370 triệu đồng. Và tiền thu lợi quỹ của họ là 71 triệu đồng. Tỷ 015 triệu 800 nghìn đồng. Còn tôi xin đọc phần chi cho đến tại thời điểm ngày 14 tháng chạp, tức là ngày hôm kia, đã tạm ứng trả cho chú Nguyên. Vâng, xin được nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của cụ trẻ Lưu Văn Trường. Vâng, xin mời cụ Trường sẽ lên phát biểu tham luận cho trong lễ chào tổ của chúng ta hôm nay. Vâng. Thật đúng là tổ tiên công đức thiên nhiên thịnh, tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Kính thưa anh Ninh, các bậc tiền nhân, kính thưa các vị lãnh đạo đại diện cho các ban ngành đoàn thể và các vị lãnh đạo đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể các thành viên trong dòng tộc họ Lưu ta. Vậy là một mùa đông nữa đã dần khép lại và mùa xuân đang dần tới. Mùa xuân, mùa của lộc non trổi biếc, cũng là mùa của muôn hoa khoe sắc và là mùa của sức sống mới.
cũng đồng nghĩa năm Quý Mão đang dần khép lại để đón chào năm Giáp Thìn, năm 2024 đang dần tới. Cũng nhân dịp này, cho phép tôi gửi lời kính chúc tới tất cả các quý vị một năm mới, năm Giáp Thìn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và những gì đang hiện hữu trước mắt chúng ta đây thật là một giấc mơ, và giấc mơ có thật. Để có được những điều này là nhờ ơn và phúc ấm của tổ tiên đã chở che phù hộ cho các thế hệ con cháu được an nhiên khang thịnh. Sau đó là nhờ vào lòng nhiệt huyết đóng góp công sức từ thế hệ cụ Đê, cụ Đề, ông Nguyệt, ông Cảnh, nối tiếp nay là ông Duyên, bác Yên, bác Thèm, bác Ba, bác Lan, bác Phương, bác Hưng, ông Thắng, bác Bán, bác Quốc, bác Cường, bác Triển và nhiều thành viên khác. Đó là những thành viên tiêu biểu đóng góp cho công cuộc xây dựng nhà từ đường họ ta. Đề nghị một tràng pháo tay thật giòn để dành tặng cho các thành viên. Kính thưa các quý vị, có được những thành công này, tôi nghĩ không chỉ là những đóng góp của những người đàn ông, bởi sau những sự nghiệp, những thành công của những người đàn ông, luôn có những đóng góp của những người phụ nữ. Phụ nữ là những người mẹ, người vợ, là những người làm dâu trong dòng tộc họ Lưu ta. Họ đã đồng hành cùng chồng con mình đóng góp một phần công sức trong công cuộc xây dựng này. Xin chúc họ tộc ta phúc như Đông Hải, trường muôn thuở. Chúc các gia đình đức dày muôn thuở. Vâng, xin được cảm ơn phần phát biểu tham luận rất là quý báu của cụ trẻ Lưu Văn Trường. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn bộ gia tộc. Sau đây là phần phát thưởng cho các cháu học sinh giỏi. Tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Lưu Văn Trường sẽ lên điều hành phần phát thưởng cho các cháu học sinh giỏi các cấp trong tập tộc của chúng ta. Vâng, xin được trân trọng kính mời cụ. Nhận phần thưởng cho các cháu. Xin đại diện ngành 2 nên nhận phần thưởng cho các cháu. Xin chúc mừng đại diện ngành 3. Xin chúc mừng đại diện ngành 4. Xin mời đại diện ngành 5 nên nhận phần thưởng cho các cháu. Vâng, xin chúc mừng đại diện ngành 5. Vâng, xin chúc mừng đại diện ngành 5. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu. Bây giờ là chương trình lễ trình tổ của các thành viên đã được tuổi 60, 70, 80 của dòng tộc họ Lưu chúng ta ngày hôm nay. Ngọn nễ hoa quả và 10 triệu đồng trình với tổ tiên rằng ông đã được mừng tỏ 60 và xin trân trọng kính mời ông Lưu Văn Năm và cùng gia đình hoàn lễ thắp hương quý tổ. Ý của dòng tộc chúng ta
xin trân trọng giới thiệu cụ Lê Văn Ngàn và ông Lưu Văn Nguyên, chủ sở mộc ở Thủy Triều, đã từng làm nhà thờ đường họ Lưu chúng ta, có lãng hoa vào kính cẩn thắp hương dòng tộc họ Lưu thắp hương tổ chúng ta, và một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và xin cảm ơn gia đình ông Nguyên. Và xin thay mặt ban tổ chức dòng tộc họ Lưu xin trân trọng cảm ơn gia đình là ông Lưu Văn Quân cành 4 chuẩn bị lễ hoa quả nhà tổ ta hôm nay, và xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và bây giờ là lễ dâng hương trình tổ tuổi 60 của gia đình ông Lưu Văn Quân cùng con cháu. Cảm ơn tất cả các bộ công an, các bà và các quyền. Và kính thưa quý vị, là theo này tôi đang nghĩ như thế này này, là tất cả dòng tộc Lưu gia của chúng ta dù có đi đâu về đâu và có định cư ở đâu, nhưng vẫn có một lòng đau đớn hướng về cội nguồn, hướng về gia tiên, hướng về nơi chôn rau chôn rau cắt rốn. Và chú em tôi thì cũng về từ sân bay hôm qua, thế nhưng mà cũng lại vội vàng về để kịp để dự lễ khánh thành và lễ trả tổ hôm nay. Thật sự là tôi, chúng tôi là một người anh trai, chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Và đến đây thì cũng xin được thay mặt cho tất cả mọi người xin được cảm ơn ông Lưu Văn Dũng và cháu Lưu Hải Phượng vừa trở về từ đất nước kinh điển. Và rể họ, dâu họ sẽ, chúng ta sẽ làm thủ tục với dâu hương. Và xin trân trọng kính mời các cô các ông bà là gái họ. Và xin mời tất cả chúng ta cùng đứng dậy thư giãn giải lao một chút để cho gia đình chúng tôi để bày bàn tiệc để phần dâng hương của gái họ, rể họ được bắt đầu.
thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin tất cả tay để chào đón mọi nhà trường đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin chân trọng kính mời các xin các vị khách quý công việc đại biểu cùng toàn thể các cô bác và thưởng thức một chương trình văn nghệ vô cùng đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh trình diễn. Và xin mời nghệ sĩ. Vâng ạ, lần đầu tiên thì chúng ta cháu xin được gửi tới các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị đại gia đình lưu gia ngày hôm nay trong lễ chạm tổ khánh thành nhà thờ tổ của chúng ta với một nhà thờ khang trang tổ hảo. Đúng là tổ tiên công đức thiên liên thị, con cháu Thảo Hiền Vạn Đại Vinh. Và chúng tôi xin được thay lời cho các nghệ sĩ của chương trình ngày hôm nay xin được kính chúc cho toàn thể đại gia đình lưu gia tại xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thật nhiều sức khỏe, một năm mới an khang thịnh vượng. Và ngay sau đây xin được trân trọng mời các quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Dân Văn Chầu Tổ với phần thể hiện của nghệ sĩ Đan Thi đến từ đoàn chèo thành phố Hải Phòng. Xin được trân trọng mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Về sông ăn cá, về đồng ăn cá.